Ở đây shop chơi đèn led xin hướng dẫn các bạn cách đấu đèn chớp sấm sét. Đây là đấu với XT450. Đèn chớp sấm sét có hai dây, dây âm và dây dương đấu với đèn xanh. Mình đang tiến hành nối dài dây dây dương của đèn chớp kia xét xe nối vào dây phanh. Dây xe tơ dây phanh là dây màu vàng, với những dòng xe khác thường là dây xanh hoặc vàng. Các bạn thì các bạn có thể kích dây nối dây vào đây, mình sẽ tiến hành không cần kích dây mà cắm vào đây rồi. Còn dây âm, các bạn tiến hành nối vào âm AQ. Đây em mình dây âm thì tiến hành nối vào âm AQ. Thử chớp. Đây khi tiến hành nối thì có chớp của anh em mình. Đèn chớp sấm sét các bạn có thể có nút điều chỉnh tăng giảm chớp nhanh chớp chậm. Đây chậm đây. Nhanh này. Quay vào đây em mình. Đây. Nút điều chỉnh tăng giảm tốc độ chớp của đèn chớp sấm sét. Đi quay thì chả chả thiệt quá nhỉ. Này đừng đừng lắp cái đấy vào, tháo ra tháo ra. Tí là tôi lắp cái cánh này còn một ốc trong đấy nữa. Cứ tháo ra. To lắp đâu? Tháo ra. Rồi ok, thử thử lại lần cuối, mở chìa khóa lên em mày. Rồi. Chậm này, quay vào đây. Đây đang lấy cả hai. Rồi nhanh, để mắc volume. Có volume đâu mà.